Chào mừng bạn đến với Top Sao Hoa, những tin tức thú vị sẽ được gửi đến bạn ngay sau đây. Vì vài biểu cảm và ngũ quan đặc biệt mà rất nhiều những ngôi sao hoa ngữ nổi tiếng đã trở thành đề tài gây cười đối với công chúng khi bị phát hiện đụng mặt với rất nhiều loài động vật khác nhau. Đừng Yên giống hệt một chú mèo trắng với đôi mắt to tròn, làn da mịn màng cùng miệng cười ngọt ngào. Thiếu gia nhà giàu khét tiếng Cbiz Vương Tư Thông thì được nhận xét là rất giống với chú lười Flash trong bộ phim hoạt hình Zootopia. Từ sau khi nổi lên, Trần Đông Vũ vẫn thường xuyên được so sánh với chú vịt đáng yêu này. Trong mọi góc độ và làm bất cứ biểu cảm nào, Trần Đông Vũ cùng chú vịt cứ như là chị em song sinh, đáng yêu vô cùng. Châu Kiệt Luân và chú chó này cũng rất có duyên với nhau khi có nhiều nét tương đồng, từ đôi mắt nhỏ cho đến biểu cảm đều như một khuôn đổ ra. Nam diễn viên Lâm Vĩnh Kiện cũng từng khiến nhiều người phải cười bò khi đụng mặt với chú chó Súc Bò. Khi đặt ảnh của Lâm Vĩnh Kiện ở gần hình chú chó Súc Bò, cả hai lại càng giống nhau hơn. Một nghệ sĩ hoa ngữ khác cũng thường được so sánh với chó Súc Bò là nam minh tinh Tôn Hồng Lôi. Vì khuôn mặt dài, đôi mắt nhỏ mà nam diễn viên rất hay bị bạn bè trêu chọc. Trương Nhật Quân và Lâm Canh Tân vẫn hay bị fan gọi là Husky vì cả hai có diện mạo hài hước rất giống loài chó này. Trong Minh Tinh Đại Trinh Thám, hai chàng xoái ca này lại khiến fan cười bò vì bức ảnh bị nhốt trong ngục giống hệt bức ảnh chụp Husky. Nhờ Lâm Canh Tân chụp lén mà bức ảnh hai chú chó này đã từng gây bão mạng. La Chí Tường cũng từng bị so sánh với chú lạc đà Alphaca, nguyên nhân là vì kiểu tóc khi biểu diễn trên sân khấu cùng biểu cảm khờ khạo của chàng nghệ sĩ đa tài quá đáng yêu. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh ngọt ngào, biểu cảm mắt nhắm tịt chu môi của cô nàng đã khiến người ta phải liên tưởng ngay đến chú mèo đáng yêu này. Vương Nguyên khi bất ngờ lại đáng yêu giống hệt như một chú thỏ thơ ngây khờ khạo đốn tìm mọi người. Lục Hàm thường bị mọi người so sánh với Nai vì khuôn mặt trẻ con cùng đôi mắt thơ ngây vô tội. Thực tế ngoài Nai, Lục Hàm còn giống cả chú chó nhỏ đáng yêu này. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới có trong ngày.